Chung cư Carina Plaza gồm có 3 tòa nhà. Vụ cháy bắt nguồn từ tầng hầm của tòa nhà A trên diện tích khoảng 300m2. Sau đó lửa nhanh chóng lan sang 2 tòa nhà còn lại. Khoảng 130 xe máy và hơn 10 ô tô bị cháy rụi. Khói đen nhanh chóng bao phủ lấy mọi ngõ ngách trong chung cư. Một người phụ nữ đã bị tử vong do trượt chân khi leo thang dây ra ngoài từ trên tầng cao. Nhiều người bị ngạt khí trong nhà không có ban công, trong hành lang hoặc trong cầu thang thoát hiểm khi chạy xuống. Hiện con số cập nhật đến thời điểm này, ít nhất 13 người thiệt mạng và 28 người bị thương.